Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin quốc tế. Giới quân sự của Đài Loan nói rằng là chưa bao giờ Đài Loan phải đối diện với một cuộc thách đố của Trung Cộng trong nhiều thập niên vừa qua. Và Bộ trưởng Quốc phòng của cái hòn đảo Đài Loan này trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Đài Loan là cho biết rằng đã có những cái sự gia tăng về những cuộc áp lực của Trung Cộng đối với Đài Loan trong vài tuần lễ vừa qua. Hàng trăm cái chuyến máy bay của Trung Cộng đã xâm nhập vào trong cái khu vực vùng được coi như là không phận của Đài Loan, và điều này cũng đã tạo nên những quan ngại cho chính quyền Mỹ. Tổng thống Biden nói rằng ông đã và Tập Cận Bình hồi tháng trước trong cái cuộc nói chuyện điện thoại thì đã đồng ý rằng cái quan điểm về Đài Loan thì giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng không có gì khác biệt nhau. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ vẫn chấp nhận chủ quyền của Trung Cộng lên trên đảo Đài Loan, và Hoa Kỳ mong muốn rằng Trung Cộng sẽ không sử dụng vũ lực để mà tái chiếm Đài Loan. Tuy nhiên, cái phần thứ nhất thì Trung Cộng nói rằng là Trung Cộng đồng ý, nhưng tuy nhiên cái phần thứ hai là không dùng vũ lực để mà tái chiếm Đài Loan thì Trung Cộng không đồng ý với quan điểm của Hoa Kỳ. Và Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan là ông Chiu Ko-chang nói rằng Hồng quân Trung Cộng có thể tấn công toàn diện vào Đài Loan mà chỉ có bị tổn thất một cách tối thiểu vào năm 2025, có nghĩa là chỉ còn 4 năm nữa. Và đó là lý do tại sao mà Đài Loan cần phải có một cái ngân sách quốc phòng đặc biệt là vào khoảng gần 9 tỷ Mỹ Kim. Và ông Chiu cũng cho biết rằng là trong một vài tuần lễ vừa qua, Trung Cộng đã gửi gần khoảng 150 sortie, tức là 150 cái chiến đấu cơ, quân tạc cơ và những cái loại máy bay khác đã bay gần tới không phận của Đài Loan, và nhiều khi ban đêm đã tìm cách xâm nhập vào trong Đài Loan liên tiếp trong 4 ngày, thưa anh. Trong khi đó thì bà Tổng thống Thái Anh Văn là bà sắp sửa mãn nhiệm kỳ, nhưng mà bà tuyên bố rằng là Trung Cộng đã coi thường cái khu vấn đề an ninh và hòa bình ở tại khu vực này, và bà cũng cảnh cáo Trung Cộng rằng là đây là một cuộc chiến tranh mà gọi là chiến lược, tức là Nhật Nguyệt đồng thọ, có nghĩa là nếu mà hủy diệt là hai bên đều bị hủy diệt hết. Vâng, chúng ta thấy là cái đảo quốc Đài Loan bây giờ bắt đầu có vẻ như là bị đe dọa một cách rất là nặng nề, do trong thời gian sau khi mà ông Biden ông nắm chính quyền đó, thì tất nhiên là lúc đó Trung Cộng nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ bỏ Đài Loan giống như là Hoa Kỳ đã từng bỏ Afghanistan trong cái thời gian vừa rồi. Cho nên trong cái giai đoạn vừa rồi đó thì chúng ta thấy là có hàng trăm lần xuất kích của những cái phi cơ là tấn công của Trung Cộng đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tuy nhiên thì chúng ta biết một điều là trong suốt thời gian vừa qua đó, trong nhiều năm tháng thì Đài Loan đã phòng vệ một cách rất là nghiêm ngặt. Và cái người dân Đài Loan, trừ những giới tư bản làm ăn buôn bán với Trung Cộng hoặc là không thích chiến tranh thì không kể, nhưng mà người dân Đài Loan chúng ta hiểu rõ được điều là người dân Đài Loan người ta muốn có một cuộc sống tự do, bởi vì trước đây Đài Loan là một đảo quốc mà người ta chỉ lệ thuộc tàu theo như là những lần chiều cống, giống như Việt Nam chiều cống Trung Cộng thôi. Cho nên người dân Đài Loan người ta rất là bất mãn khi mà Tưởng Giới Thạch đem quân vào rồi chiếm Đài Loan trước đây, và bây giờ thì người dân Đài Loan
khi mà Trung Cộng càng ngày càng đe dọa như thế thì người dân Đài Loan người ta càng đoàn kết với nhau hơn. Và nếu mà Trung Cộng tấn công Đài Loan thì đó là một, chúng ta gọi là một thảm họa cho Trung Cộng, bởi vì người Đài Loan, tổng thống Đài Loan không có gì để mất cả. Mà nếu mà chiến tranh ấy, thì Trung Cộng sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn tại đất nước của mình, ví dụ như là những cái khu vực mà Trung Cộng có thể bị đe dọa bởi những hỏa tiễn của Đài Loan tới, giống như là cái đập Tam Hiệp là một trong những cái là sinh tử của Trung Cộng. Vâng. Thì cho tới giờ phút này có rất là nhiều kịch bản mà Trung Cộng cũng đã thử nghiệm, cũng như Đài Loan thử nghiệm lẫn Hoa Kỳ thử nghiệm. Trong khi đó thì mới đây thì chính quyền Pháp đã gửi các cái nhân vật ở trong Quốc hội đến viếng thăm Đài Loan vào cái thời điểm mà Trung Cộng gửi máy bay bay sang để tìm cách thử thách sự phòng vệ của Đài Loan. Và điều đó cho thấy rằng là không những chỉ có Hoa Kỳ, Nhật Bản mà còn một số các cái quốc gia Tây Âu như Pháp, Đức, kể cả Úc đều không muốn Trung Cộng thực hiện một cái chính sách quân sự để mà có thể giải phóng được Đài Loan. Và cái điều đó thì sẽ cho thấy rằng thế giới tự do một lần nữa sẽ thất bại trước cái sự hung hãn của Trung Cộng mà không có làm điều gì hết. Từ trước tới giờ thì Trung Cộng vẫn thực hiện một cái chính sách là cứ việc lấn lướt, bởi vì họ nghĩ rằng về lâu về dài với cái chính sách và với cái nền dân chủ của Hoa Kỳ thì mọi sự nhượng bộ cũng sẽ xảy ra. Hôm thứ Tư thì Thứ trưởng của Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là người đứng đầu cái cơ quan đặc trách mậu dịch để thương thuyết với Trung Cộng đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có cái sự lựa chọn nào, và đặc biệt là chính quyền của ông Biden hiện tại không có một cái sự lựa chọn nào mà phải tiếp tục cái đường lối của Tổng thống Trump trong cái vấn đề mà phải đối đầu với cái chính sách lấn lướt về mậu dịch của Trung Cộng. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ phải thiết lập cái chế độ thế quan vĩnh viễn và sẽ không bao giờ nhượng bộ cái điều đó. Đó là cái lời tuyên bố mới nhất của bà Catherine Tai, là người đứng đầu cơ quan mậu dịch của Hoa Kỳ. Đây. Vâng. Chúng ta thử tưởng tượng một cái kịch bản là Đài Loan bị Trung Cộng xâm chiếm và cái khu vực đó trở thành khu vực của Trung Cộng, thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với Nhật Bản? Chúng ta có thể tưởng tượng là 24 giờ đồng hồ Nhật Bản, vâng, và Nam Hàn, vâng, không ạ? Vâng, bởi vì cái đường, cái con đường đó là đường mà huyết mạch Thái Bình Dương, Ấn Độ, vâng, sẽ bị chặn đứng tại đó. Huyết mạch mà bây giờ Trung Cộng chiếm rồi thì coi như là Nhật Bản với lại Nam Hàn một cái nút giận ở ngay cái cổ hầu, ít hầu, phải không ạ? Thế giới tự do. Vâng, thì hai quốc gia đó người ta tự nhiên người ta khất đô. Kế tiếp là Nga Xô sẽ bị ảnh hưởng, phải không ạ? Nếu mà trong cái đường chở dầu của chiến lược của Nga Xô cho Âu Châu, nếu mà cái đường đi về phía hướng Bắc bán cầu mà không thực hiện được thì cũng sẽ bị ngăn chặn tại đó. Cho nên cái khôn ngoan nhất là đừng để cho cái khu vực đó nó bị xáo trộn, phải để cho nó yên lành. Thì tất cả các quốc gia thuộc thế giới tự do và kể cả Nga Xô từ trên miền Bắc đi xuống cũng thoải mái và mọi chuyện đều an lành, đâu có đến nó mức độ mà khủng khiếp đâu. Vâng. Và bây giờ sang một cái lĩnh vực khác về y tế trên thế giới, thì Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, hôm thứ Tư đã yêu cầu thế giới nên thực hiện một cái cuộc chích ngừa chống bệnh sốt rét bằng cách sử dụng thuốc chích ngừa do hãng GlaxoSmithKline vừa mới phát minh ra. Cái thuốc chích ngừa này có tên là Mosquirix, tức là cái tên đầu của nó từ cái chỗ mosquito. Thì tất cả mọi người trên thế giới ai cũng biết rằng là phần lớn các cái trẻ em ở tại cái khu vực Phi Châu, nhất là cái khu vực mà nằm ở dưới cái miền nam của cái gọi là Sub-Saharan, tức là sa mạc Sahara African, và những cái khu vực khác
nằm ở trong Phi Châu đều bị cái tình trạng nguy hại do cái bệnh sốt rét rừng. Và hàng năm cái bệnh này nó đã giết hại vào khoảng 400.000 người mỗi năm. Lần đầu tiên thế giới đã kêu gọi, tổ chức Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thế giới nên phát động cái phong trào chích thuốc ngừa sốt rét rừng. Như chúng ta biết rằng là ngày xưa để mà trị cái bệnh sốt rét rừng ở tại miền Nam thì chỉ có cho uống thuốc quinin thôi, phải không thầy? Đúng. Và nó có cái chương trình gọi là cái thời tổng thống Diệm, tức là nền đệ nhất Cộng hòa, nó có cái chương trình được gọi là diệt trừ sốt rét. Đúng. Tuy nhiên cái loại thuốc này đó, nó có một cái trở ngại. Thứ nhất đó là cái tỷ lệ hiệu nghiệm của nó chỉ có 32%, nhưng mà nó có còn hơn không. Và cái thứ hai nữa là nó hơi bất tiện ở một cái chỗ là trong một cái thời hạn 10 tháng thì những cái người chích ngừa này, đặc biệt là những cái trẻ em ở tại Phi Châu, mà quý vị vẫn thấy những cái chương trình chích thuốc ngừa ở Phi Châu là phải chích tới 4 mũi thì mới được là chích ngừa. Và người ta nghĩ rằng cái thuốc này trên nguyên tắc vào tới năm 2300 thì nó có thể cắt đứt cái tình trạng cái tỷ lệ tử vong chết vì sốt rét rừng lên tới 45%, thưa anh. Vâng. Khi mà chúng ta nói tới cái thuốc gọi là cái vaccine để trị sốt rét này đó, thì chúng ta mới thấy rõ điều là chúng ta cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã cố gắng hết sức mình về tiền bạc cũng như là liên lạc với các hãng thuốc để chế ra cái thuốc chủng ngừa cái COVID này, nó hiệu nghiệm tới 90-95%. Và chúng ta cũng biết một điều là cái thuốc chích ngừa cúm hàng năm nó không thể hiệu nghiệm tới 100%, mà thường thường nó khoảng 45% mà thôi. Bây giờ đó thì cái sốt rét là một trong những cái bệnh mà nó kéo dài từ thời kỳ xa xưa tới ngày hôm nay, và người ta chỉ chết rất nhiều. Ở những nước mà bị sốt rét thì chúng ta phải sử dụng những cái loại thuốc trị sốt rét, chẳng hạn như là quinin hoặc là chloroquine. Và cái thời kỳ ở Việt Nam thì quý vị đã từng xài những cái loại Fansida là bên Pháp sang Việt Nam, thì cái đó, những cái đó nó hiệu nghiệm để mà trừ cái bệnh sốt rét. Tuy nhiên để ngừa cái con vi trùng sốt rét thì người ta muốn chế ra một loại vaccine, và cái vaccine này chỉ hiệu nghiệm nó khoảng 32-40% mà thôi. Và chúng ta cũng biết rằng nếu mà chúng ta không ngừa sốt rét thì nó có những loại sốt rét nhẹ và những sốt rét gọi là nặng. Mà trong khi đó thì những người mà hồi xưa đấy, những bộ đội từ miền Bắc vào Nam bị sốt rét là mạn tính luôn. Vâng. Nói về chích ngừa thì chúng tôi xin nhắc nhở quý khán thính giả nên đi chích ngừa. Ngoài cái việc chích ngừa COVID, đặc biệt là những người lớn tuổi cho cái mũi thứ ba, thì quý vị nên chích ngừa cảm cúm. Thì cái tình trạng cảm cúm nó đã bắt đầu. Chính chúng tôi cũng đã phải đi chích ngừa cảm cúm rồi. Hàng năm cái vấn đề cảm cúm nó cũng, cái tỷ lệ tử vong về cảm cúm nó cũng rất là cao. Tuy nhiên từ 2 năm nay vì cái vấn đề COVID cho nên cái con số thống kê về cảm cúm nó cũng ít hơn, không có được nói lên. Thành ra chúng ta coi nhẹ cái vấn đề cảm cúm. Cho đến giờ phút này thì không ai biết rằng là cái số chết về cảm cúm nó có thể mà so sánh được với, dĩ nhiên, với cái số tử vong về COVID. Một cái câu hỏi nhỏ đặt ra ở đây thì có thể anh Kim sẽ trả lời, là người ta hỏi rằng là quý vị có thể chích ngừa cảm cúm cùng một lúc với chích ngừa với COVID, cái mũi booster hay là cái mũi thứ hai, và nó có bị ảnh hưởng gì hay không? Thưa quý vị, thường thường là chúng ta sợ là chúng ta chấp nhận được một thứ vaccine thì nó hơi khó, chẳng hạn như thuốc ngừa cúm ấy thì có thể gây cho chúng ta mệt mỏi khó chịu, bây giờ chúng ta lại chích thêm cái mũi booster nữa thì sẽ làm cho chúng ta gặp mệt mỏi hơn nữa. Tuy nhiên thì theo như là người ta có nghiên cứu đó, thì một người có thể chích hai mũi một lúc,
tuy vậy thì chúng ta nên chích như là, mà thường thường là bác sĩ không bao giờ chích hai mũi một lúc cho bệnh nhân cả, bởi vì bác sĩ cũng đề phòng bệnh nhân không được khỏe, cho nên chích mùa cúm trước rồi sau đó chích ngừa chích cái ba ngày sau chích cũng được phải không? Vâng. Không cần phải lâu không? Vâng, không có lâu. Dạ. Bây giờ trở về tới quốc nội thì hôm thứ tư Thượng viện Hoa Kỳ, hai đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đã đồng ý với nhau, đặc biệt là đảng Cộng Hòa đã đồng ý cho phép đảng Dân Chủ chấp nhận nâng cái nợ trần lên để cho chính quyền liên bang sẽ có tiền trả tiền cho tới hết tháng 12 này. Như chúng ta đã biết, nếu mà không có thì chỉ vài ngày nữa là chính quyền liên bang sẽ lâm vào trong tình trạng không còn một đồng xu nào hết trên lý thuyết. Và ngay chính bà tổng trưởng tài chính là bà Janet Yellen mà cũng nói rằng là bà đã tìm đủ mọi phương thức nhưng mà cũng không có cách gì để mà có thể có được tiền nếu mà quốc hội không chịu nâng cái nợ trần lên. Ngoài ra thì trong cái dự luật ngoài ra thì bà Janet Yellen này bà cũng đưa ra một cái đề nghị, mà cái đề nghị này thì nó cũng rất là buồn cười và nó sẽ chắc chắn là phía bên đảng Cộng Hòa họ sẽ không chấp thuận, là bà ta nói rằng trong tương lai thì các cái ngân hàng phải báo cáo cho cơ quan thuế vụ liên bang, tức là IRS, cho bất cứ một cái dịch vụ nào bằng tiền mặt từ 600 đồng trở lên. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ nếu mà quý vị có một cái transaction hay là có một cái dịch vụ nào mà tiền mặt với nhà băng vào khoảng 2.500 thì cái đó chính quyền nhà băng sẽ báo cáo cho sở thuế. Bây giờ bà muốn hạ nó xuống còn 600. Dĩ nhiên cái này việc đầu tiên là có một vài các cái tiểu bang hiến pháp của tiểu bang đó đã ấn định là cơ quan thuế vụ sẽ không có được chỏ mũi vào trong cái vấn đề checkbook của người dân. Và cái thứ hai nữa là tiểu bang Las Vegas chắc chắn là người ta sẽ không đồng ý cái chuyện đó, là bởi vì như vậy mỗi lần dân chúng mà đánh bài trúng tiền hay là kéo máy trúng jackpot mà cái số tiền 600 mà phải báo cáo cho cơ quan IRS thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái sự bất tiện, và đồng thời nó tạo ra những cái điều mà dân chúng khó, những cái điều trở ngại mà dân chúng không muốn khai báo, và do đó có thể làm cho cái con số thương vụ tại tiểu bang Nevada này nó xuống rất thấp. Có thể nếu không muốn nói đó là một cái cuộc khủng hoảng về kinh tế và tài chính, vì dân chúng sẽ không ai muốn đi chơi nhiều bởi vì trúng có 600 đồng mà phải báo cáo rồi. Vâng. Và hiện tại này, bây giờ ở Las Vegas là nếu mà tiền mặt điêu với tiền mặt mà kéo máy quý vị phải trúng 1.200 đồng và Zealand mới được báo cáo. Và Zealand này quá ngây thơ, có chúng ta thấy bà giống như ở thế giới khác xuống đây đó. Chúng ta biết rằng hồi trước khi quý vị mà rút tiền ra tối đa một ngày thì quý vị rút 300, bây giờ rút tiền ra đó, là ngân hàng cho rút tới 1.000 qua cái máy rút ra được 1.000 ATM phải không? Vâng, ATM. Điều đó có nghĩa là cái tiền nó mất giá, thành ra cái số tiền mà người ta rút ra 300 đó để mà sử dụng nó không khó khăn lắm, người ta phải rút tới 1.000. Và trong khi đó chúng ta biết một điều là nếu mà cứ mỗi lần cứ 600 thôi mà phải báo cáo như thế thì nó gây nên nhiều cái rắc rối về vấn đề giấy tờ, bởi vì bây giờ chúng ta rút 600 hoặc là chúng ta deposit vô trong ngân hàng 600 thì cái người gọi là làm việc ở ngân hàng ấy, là phải kêu ông sếp mình tới hỏi là như thế nào, như thế này, như thế nào. Cho nên chuyện mà đề nghị những cái chuyện của bà Yellen đề nghị ra đó, nó có vẻ nó rất là ngây thơ và chứng tỏ là rất chậm tiến. Dạ vâng. Và sau cùng thưa quý vị, ông Mark Zuckerberg, tức là chủ của công ty Facebook, ngày hôm nay tuyên bố với báo chí rằng là cái công ty Facebook của ông không có những cái ý định xấu xa giống như là báo chí đăng, hay là cái vấn đề mà những người cựu nhân viên của công ty Facebook đã tố cáo là công ty Facebook chỉ nghĩ tới vấn đề lợi lộc mà không nghĩ tới những cái quyền lợi của những người tiêu thụ hay là những người sử dụng Facebook, trong đó đặc biệt là những cái thiếu nữ và
những người phụ nữ trẻ, và Facebook đã dùng cái cơ quan của mình để cho một số những kẻ làm bậy lợi dụng lên trên cái Facebook của mình và quyến rũ những cái người tiêu thụ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây, và chúng tôi sẽ chuyển sang những đề mục khác.